Lần đầu tiên, thành phố Uông Bí sẽ tổ chức giải chạy Yên Tử Heritage 2024 chạm vào vùng di sản. Một sự kiện văn hóa thể thao quy mô lớn nhằm quảng bá giá trị độc đáo của khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, thu hút khách du lịch đến thành phố Uông Bí và khu di tích lịch sử danh thắng Yên Tử vào mùa thu, lan tỏa tinh thần toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và khuyến khích phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước nhằm xây dựng thói quen rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và thể chất cho người dân. Giải chạy dự kiến sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 8 tháng 12 năm 2024 tại khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí. Các nội dung thi đấu bao gồm chạy phong trào 5 km, chạy cự ly 10 km và chạy cự ly 21 km. Đối tượng tham gia là cư dân sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Uông Bí. Các vận động viên không chuyên và chuyên nghiệp từ khắp nơi, đủ điều kiện sức khỏe. Giải dự kiến thu hút từ 2.000 đến không quá 5.000 người tham gia. Các vận động viên có thể đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố Uông Bí https://uongbi.gov.vn hoặc theo địa chỉ trang thông tin sự kiện của ban tổ chức. Ngoài ra, vận động viên có thể liên hệ trực tiếp với ban tổ chức, ông Phạm Xuân Thành, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Uông Bí, số điện thoại 0989 293 836. Ông Lê Trung Kiên, cán bộ trung tâm truyền thông và văn hóa thành phố Uông Bí, số điện thoại 0936 119 292. Thời gian đăng ký tham gia thi đấu trước ngày khai mạc ít nhất 30 ngày, khi đạt đủ số lượng 5.000 vận động viên, ban tổ chức sẽ đóng đăng ký. Hãy đến với giải chạy Yên Tử Heritage 2024 chạm vào vùng di sản để trải nghiệm một sự kiện thể thao đặc biệt dưới chân khu di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên cùng sự hiếu khách của thành phố Uông Bí.